Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Đoạn đường phía trước của bạn sẽ như thế nào? Trải bài này mình sẽ nói về công việc và yêu đương. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp trong trải bài có rất nhiều. Các bạn tiếp xúc trải bài một cách cởi mở nhất nhé các bạn. Và các bạn có lá bài 7 tiền. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài The Empress. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài The Star. Lá bài đầu tiên sẽ là lá bài đại diện cho tình trạng hiện tại của các bạn. Và lá bài 7 tiền này nó đại diện cho các bạn đang ở trong một cái tình trạng rất là phân vân. Bởi vì đời sống của chúng ta sẽ có khuynh hướng là duy trì những gì rất quen thuộc. Cái việc mà thay đổi định hướng là cái điều không có dễ dàng. Chúng ta sẽ rất là khó để thay đổi cái gì đã cũ. Và cũng như là các bạn đang nắm lấy những cái gì mà bị lối mòn, bị bắn dính sâu vào một con đường cụ thể nào đó mà các bạn chưa có muốn thoát ra, thì lá bài này xuất hiện, nó nhắc nhở bạn nên cần tìm hiểu xem là bạn cần phải điều chỉnh gì trong cuộc sống của mình, thậm chí là phải thay đổi toàn diện luôn. Thay đổi toàn diện ở đây là các bạn sẽ thay đổi về suy nghĩ nè, hành động, tư duy nè. Bạn đừng có sợ là mình sẽ không thay đổi được. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi được hết á. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó chứng tỏ là các bạn đã lao động rất là chăm chỉ trong một cái thời gian rất là dài. Các bạn đã phát triển bản thân, các bạn phát triển nghề nghiệp, các bạn yêu đương rất là nhiều rồi. Các bạn cảm thấy là mình đã trải qua rất là nhiều. Thì đây là cái lúc bạn phải nên ngừng lại chút xíu để bạn nghỉ ngơi, để bạn tận hưởng cái khoảnh khắc yên bình, lấy lại sức và đánh giá lại chất lượng sau tất cả những việc xảy ra từ trước tới giờ. Bởi vì bạn không có nghỉ ngơi, bạn không có chiêm nghiệm lại cuộc sống này, thì các bạn cứ phóng theo cuộc sống tất cả những gì. Mình không có rút ra bài học kinh nghiệm, mình không học bài học từ những cái đau thương, từ những cái thất bại của mình. Nếu như sau những cái mỗi thất bại, những cái bất như ý của các bạn mà các bạn không rút ra được bài học gì á, thì mãi mãi các bạn sẽ tạo ra một cái vòng lặp tiếp tục. Các bạn sẽ mắc sai lầm tương tự nếu như các bạn không thấy được cái bài học của mình trong đó. Đây là cái thời điểm nó kêu gọi các bạn phải đánh giá lại tất cả mọi thứ, xem là bạn đang làm cái gì vậy, tại sao bạn làm điều đó, bạn có đi đúng hướng hay không, bạn có thấy là mình xứng đáng với những gì mình đang nhận lãnh hay không, bạn có thấy là mình bị quy lị trong cái tình cảm với người xưa hay không, bạn cần phải bước ra không. Có rất là nhiều cơ hội để bạn cần phải đánh giá lại và đảm bảo là bạn phải có mục tiêu rõ ràng để đi hướng tới đó. Và ở một số bạn, các bạn sẽ có thừa hưởng là một cái tài sản rất là lớn nha các bạn. Bạn sẽ có lợi nhuận, lợi tức trong công việc của mình. Tất cả mọi thứ rất là tốt. Đây là cái thời điểm bạn nhận lấy những cái thành quả của mình. Và các bạn có thấy là trong cái mối quan hệ tình cảm của mình, nếu như bạn không có sự nuôi dưỡng, kiên trì và tu dưỡng để giúp cho mối quan hệ bền chặt á, thì các bạn phải chú ý ha. Còn nếu như các bạn đang độc thân á, thì các bạn đang phải suy ngẫm về cái mối quan hệ trong quá khứ quá nhiều rồi. Bạn nên phải hiểu rõ là bạn thực sự muốn gì trong cái mối quan hệ tương lai. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để bạn nhìn ra những gì bạn cần và muốn ở người yêu. Lá bài nó khuyên các bạn nên dừng lại suy ngẫm về tất cả mọi việc trong cuộc sống của mình, thay đổi nếu như có thể thay đổi được. Và các bạn đang đứng ở ngã ba đường, đây là cái thời điểm quyết định bạn nên tập trung đi cái nào đúng nhất cho mình. Và lá bài thứ hai sẽ là lá bài cái vấn đề bạn cần phải hướng tới trong tương lai về tình yêu sự nghiệp là gì, thì là các bạn có lá bài The Empress, một trong bài trong bộ ấn chính, một lá bài rất là quyền lực. Và năng lượng của lá bài này chính là năng lượng của mùi mẹ trái đất, một cái năng lượng rất là giàu cảm xúc tình yêu và khao khát về sự quan tâm lẫn nhau. Đây là cái điều bạn đang rất là cần cũng như bạn khát khao có được. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó mang một cái năng lượng nữ rất là nhiều, dù cho bạn là nam hay là nữ, bởi vì bạn đi đánh mất đi cái yếu tố nữ trong con người mình. Yếu tố nữ là gì? Nữ tính chính là một cái yếu tố yêu thương, dịu dàng, quan tâm, bảo hộ, một cái tính nữ chủ động và nuôi dưỡng nhiều hơn. Và nếu như bạn cảm thấy là mình chưa thực sự dịu dàng với những người xung quanh, bạn cũng không có phẩm chất thanh lịch và dịu dàng với tình yêu của bạn, thì đây là một cái điều bạn cần phải bổ sung thêm. Bởi vì cái người này là cái người có tình yêu
vô bờ bến, giống như là một người mẹ vĩ đại ấy các bạn. Một cái lá bài rất là tích cực để cho các bạn học hỏi theo năng lượng của người này. Bởi vì cái phẩm chất của cái người này chính là một hình ảnh một người phụ nữ lý tưởng trong gia đình. Nhưng đặc biệt nó lại rất không phải là cho tình yêu. Bởi vì cái sự ân cần, quan tâm, chăm sóc, mọi thứ rất là chỉnh chu, rất là ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Nhưng mà nếu như các bạn làm cho nó quá hoàn hảo thì nó sẽ gây một áp lực rất lớn đối với đối phương của các bạn. Ở một số người có những đối tượng mà chưa đủ chín chắn mà họ sẽ không hiểu được giá trị của bạn, và họ sẽ không nhìn thấy được cái sự tuyệt vời của bạn đâu. Do đó nếu như cái đối tác của bạn quen với cái người chưa đủ chín chắn thì chắc nhiên là họ sẽ bỏ các bạn thôi. Bởi vì ở bên cạnh bạn họ sẽ bị áp lực rất là nhiều. Bạn quen một cái năng lượng của nữ hoàng, của một người mà bao dung, một cái người rất là tuyệt vời để có thể xây dựng hình ảnh trong tương lai về gia đình. Bạn là một cái hình ảnh để cho những ai muốn tiến tới một mối quan hệ cam kết, thì cái người này chắc chắn sẽ rất là có lợi khi quen được bạn. Nhưng mà các bạn phải chú ý là các bạn phải chăm sóc bản thân và chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn thì bạn mới được sự chú ý của người khác. Giống như là mình phải chăm sóc cơ thể, hình ảnh, lời ăn, tiếng nói, ngoại hình của mình. Và con vật để các bạn có lấy cái ý tưởng để các bạn hướng tới đó chính là mèo. Bởi vì mèo, không biết tại sao tự nhiên mình nghĩ tới con mèo. Lúc mình chọn cái video đầu cũng là về con mèo. Bởi vì mèo nó mang một cái hình tượng rất là thanh lịch. Nó dù không bao giờ nó để mình lắm bụng nữa các bạn. Khi nó không bao giờ để mình xấu xí, và nó không có bao giờ nó làm cái gì mà gấp gáp. Nó biết tận hưởng cuộc sống mình, và nó cho phép ai có quyền làm nó đau khổ hay không là nó mới là người có quyền, chứ không để cho một ai đó bước vào đời của nó. Bởi vì nó mang một cái năng lượng rất là sang trọng và thanh lịch. Ngoài ra mèo nó cũng biết vui đùa, cũng biết giỡn, cũng biết đùa nghịch. Do đó các bạn phải cần học cái năng lượng của từ mèo. Mình thanh lịch và kín đáo, nhưng đôi khi mình lại bị quá khuôn gặp, mình không có biết làm cho mình vui hơn. Một cái gì đó giỡn chút xíu nó sẽ giúp cho cuộc đời mình nó vui vẻ hơn nha các bạn. Và qua đây cái bản sắc của con mèo cũng nhắc cho các bạn phải nhớ là mình phải duy trì bản sắc cá nhân của mình. Trên hết đừng bao giờ mình phụ thuộc vào người yêu, gia đình hay những người xung quanh mà mất đi cái quyền tự chủ của mình. Bởi vì mình phải hiểu được là cái bản chất thực sự của con người mình. Khi chúng ta hài lòng với bản thân của mình, chúng ta mới có thể hiện và trở thành một cái người xuất sắc. Và các bạn hãy nắm được cái mối quan hệ được. Khi mà các bạn không có yêu bản thân mình, không có hài lòng với mình, thì sao người ta yêu mình được? Năng lượng của lá bài cũng khuyên các bạn là mình phải sống độc lập hơn. Chứ bởi vì các bạn nhiều khi các bạn sống lệ thuộc vào cái mối quan hệ của người xung quanh quá, khi mà họ rời bỏ các bạn, bạn sẽ bị tổn thương rất là nhiều. Và lá bài cũng mong là các bạn phải có một cái sự ổn định nhất trong cái bản thân các bạn. Bạn bình dị, bạn thanh tao, bạn sang trọng. Đây là những phẩm chất cao quý nhất mà các bạn cần nên hướng tới. Các bạn có thể quan sát con mèo để cái mình có thể thể hiện được là cái phong thái của con mèo nó rất là bình yên, nó rất là từ từ. Thì có lẽ là một số bạn nó rất là nhanh quá rồi. Bây giờ cái lá bài nó muốn các bạn phải chậm lại, các bạn nhìn bản thân mình nhiều hơn. Một yếu tố đánh giá là bản thân mình rất là nhiều trong cái trải bài này nha các bạn. Thực sự cái trải bài này quá là xuất sắc khi mà những lá bài nó kết hợp với nhau rất là tuyệt vời luôn các bạn. Cái ba lá bài The Star này xuất hiện là một cái lá bài chữa lành và hồi sinh. Đây là một cái sự lạc quan và hy vọng cho các bạn rất là nhiều luôn. Nó cũng đem đến cho các bạn một cái nguồn năng lượng tính nữ luôn. Bởi vì các bạn đang thiếu tính nữ trong bản thân của mình đó. Do đó các bạn phải đem đến cái sự hy vọng và sự mới mẻ cho các bạn rất là nhiều. Và bạn có biết cái lá bài The Star này nó chính là cái lá bài khắc tinh với The Devil, vốn được xem là tước đoạt cái niềm tin của các bạn vào tương lai. Thì lá bài này nó mở ra cho các bạn rất là nhiều. Cái lá bài The Star này là một cái điều tự nhiên nhất khi mà cái nỗi buồn đau thất vọng bao trùm các bạn hồi xưa giờ rồi, cái thời điểm đen tối nhất của đời của mình. Nhưng mà các bạn vẫn biết tìm ra một cái hy vọng, tìm ra ánh sáng ở cuối đường hầm. Các bạn biết đưa cái năng lượng của mình vào trong công việc, vào trong những cái mối quan hệ xung quanh. Các bạn lấy đó là cái phao cứu sinh cho mình, để cái mình sống tiếp trong cuộc đời này, để không có bị cái tổn thương hoặc đau buồn nó nhấn chìm các bạn. Các bạn rất là hay khi các bạn hành xử như vậy.
Và lá bài này nó cũng nhắc nhở các bạn đã biết mở lòng mình ra, giải phóng đi cái nỗi sợ hãi và lo âu. Nếu như bạn còn giữ lại nha, thì đây lúc các bạn phải dục bỏ nó đi một cách rất là thoải mái. Bạn không có nên níu kéo cái gì nữa, những cái tiêu cực đến cuộc đời của mình. Thực sự cái lá bài này xuất hiện, nó không phải là nó giúp cho các bạn hoàn thành cái gì đó xuất sắc hết á. Nhưng nó chỉ là một cái hy vọng, một cái bước khởi đầu cho các bạn thay đổi, một lời chúc phúc cho các bạn thực hiện được như bạn muốn. Và qua đây mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một vấn đề nữa là tại vì chúng ta bị đau khổ buồn, khi mà bạn muốn thoát khỏi những cảnh đó, các bạn nên thay đổi cái quan điểm của mình về cái chuyện đó. Mình không thể thay đổi được quá khứ, mình không thể thay đổi được cái sự việc đã diễn ra rồi, nhưng mà các bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình cái suy nghĩ, cái quan điểm mình nhìn về vấn đề đó. Mình đừng bao giờ nhìn mình là nạn nhân trong tất cả các vấn đề nữa. Bạn chỉ là một cái người quan sát nó và bạn tìm thấy là mình tìm cái điểm tích cực trong cái sự đau khổ của mình. Mình thấy được cái bài học đó, từ đó mình phát triển hơn. Mình lấy cái bài học đó, mình tiến tới trong cuộc sống này, tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thiện bản thân của mình. Tất cả các cội nguồn của sự đau khổ, tổn thương hay là thành công, là vui sướng, hạnh phúc đều xuất phát từ cái hình ảnh trong tâm trí chúng ta. Do đó các bạn phải cài đặt cho mình những cái hình ảnh, những cái niềm tin trong suy nghĩ của mình là những hình ảnh đẹp, những cái hình ảnh tích cực. Đừng bao giờ để một cái gì tiêu cực, hình ảnh xấu xuất hiện trong cái hình ảnh của mình về tất cả mọi việc trong cuộc sống này, về cái người bạn thương, về gia đình, về công ăn việc làm, về những người bạn xung quanh. Chúng ta chỉ nên nhìn vào cái tích cực của họ. Các bạn càng làm lớn, càng làm rõ những cái tích cực của họ, tất nhiên thì các bạn sẽ tiêu cực của những người xung quanh bạn nó sẽ vơi đi rất nhiều. Từ đó các bạn sẽ yêu đời hơn, yêu cuộc sống này hơn rất là nhiều. Chính cái lá bài này nó mong các bạn phải suy nghĩ tích cực nè, tin tưởng nè, và tăng cao cái tầng nhận thức của mình. Tức là mình phải thay đổi quan điểm mình về cuộc sống này, để các bạn nhận được cái sức mạnh bên trong mình, thấy được cái đường lối rõ ràng nhất để các bạn bước đi. Ánh sáng đã xuất hiện ở cuối đường hầm rồi các bạn. Có cái này không biết mình nói cho các bạn nghe hay không, thì có dấu hiệu là các bạn đã sẵn sàng buông bỏ những cái gì đau khổ trong cái mối quan hệ của quá khứ rồi. Bạn biết phát triển bản thân của mình, tập trung vào cái sự tích cực các bạn. Nhưng mà cái điều này nó báo hiệu là một người nào đó ở trong quá khứ của bạn sẽ có thể quay trở lại cuộc sống của bạn và muốn hẹn gắn lại mối quan hệ với các bạn. Tuy nhiên cái sự quyết định là nằm ở các bạn nha các bạn. Mình nói các bạn rồi, mình hãy làm xiên làm rõ cái điều tích cực của người ta nhiều hơn. Nhiều khi cái người yêu cũ họ không có xấu, mà do bạn nghĩ họ xấu hoài nên hình thành ra thành người xấu luôn. Mình suy nghĩ họ tốt đi là họ sẽ hành xử tốt à. Còn bạn cứ nghi kỳ họ làm cái này cái kia, cuối cùng họ làm theo thiệt, họ làm theo cái xấu những gì bạn nghĩ không à. Tại vì năng lượng nó có tính lây lan, và cái lực hấp dẫn nó control, nó điều khiển con người chúng ta rất là nhiều. Khi bạn phát sinh một cái tâm ý xấu trong đầu mình tiêu cực, thì tất nhiên bạn gửi thông điệp lên cho vũ trụ, và vũ trụ nó sẽ cho tưởng bạn muốn cái chuyện đó, nó sẽ làm cho cái người đó làm những chuyện xấu như bạn nghĩ. Nên thành ra là không có nghĩ xấu, không nghĩ tiêu cực, càng tiêu cực là càng chết. Mình nói thiệt với các bạn, từ khi mình xem tarot tới giờ, cái trải bài này một trải bài quá đẹp, mình không hiểu tại sao luôn. Tại vì cái năng lượng của mình nó khi mình trải bài cho các bạn, nó rơi vô tổn thất tình đau khổ, mình không biết tại sao luôn. Cái biết năng lượng của mình, năng lượng chữa lành để những người đau khổ thất tình á, mình mong một cái trải bài nó hạnh phúc, nó vui vẻ hơn. Cái trải bài này nó đem được đến cái điều đó cho các bạn. Thì khi mà cái lá bài The Star này mà xuất hiện, cái lá bài The Empress này á, nó chứng tỏ là những cái thời gian đau khổ đã phải tan biến rồi, khó khăn đã đi qua, bây giờ là lúc bạn nên ăn mừng cái vận may của mình, một cái ăn mừng thư giãn, những tất cả cảm giác của mình tăng lên rất là nhiều. Xin chúc mừng tất cả các bạn xem trải bài này. Một cái tương lai về sự nghiệp tình yêu rất là tươi sáng khi các bạn biết phát triển bản thân của mình hơn, thay đổi một cách tích cực nhất. Sau đây thông điệp cái người đó muốn gửi cho các bạn là gì? Đó là họ không có thể để cho bạn đến gần họ được, tức là họ tự họ đẩy bạn ra xa. Và lời thứ hai là họ cảm thấy là bạn rất là hấp dẫn. Ồ, khi bạn phát triển bản thân, bạn hấp dẫn á, và họ hy vọng là chúng ta có thể trở lại một lần nữa, một trải bài quá đẹp.